Xin chào các bạn. Xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta cùng nhau chém gió tiếp. Và chúng ta cùng nhau học về hai từ. Từ thứ nhất là gì? Từ thứ nhất là endio. Endio đúng không? Và thứ hai là omoide. Omoide đấy. Endio. Endio nghe còn quen nhỉ? Endio nghĩa là gì? Từ này gặp rất nhiều rồi nhá. Endio là ngại, là giữ ý, giữ tứ đúng không? Ồ, ngại. Ví dụ, nhiều thức ăn quá của thầy nhỉ? Nhưng mà em no lắm rồi thầy ạ. Ôi, rất là ngại không? Và mình phải nói là gì nhỉ? Đừng có ngại, ăn đi. Endio shinai de tabete yo. Hai, endio shinai de tabete kudasai desu ne. Hai. Ví dụ thứ hai nhá. Mình là gì nhỉ? Cấp trên. Watashi wa joshi desu. Hai. De, watashi wa buka desu ne. Joshi ni endio shite jibun no kangae o ienakatta desu yo. Cái này gì nhỉ? Mình là cấp trên, thằng cô ấy rất là khó nói chuyện với mình đúng không? Thực ra mình rất là ngại với ông cấp trên này nên là không thể nói ra được những cái ý kiến của bản thân mình. Nghĩ nó càng dài. Hay là một câu nữa chúng ta gặp rất nhiều ở trên tuy nhiên, tuy nhiên, đúng không? Trong cái câu này các bạn thử hình dung xem, nó có nghĩa là gì? Đen xa no naka de tsuwa wa go endio kudasai. Đen xa no naka de tsuwa wa go endio kudasai. Còn thử dịch xem nào? Có nghĩa là gì? 3, 2, 1, ok. Ok, endio ở đây có nghĩa là xin đừng. Endio shinai. Mong vì cách, đừng hết. Có nghĩa là shinai, tức là đừng làm gì đó. Ok. Trong câu này nghĩa là gì nhỉ? Trên tàu điện, kính mong quý khách thì nhỉ? Không gọi điện thoại. Suwa tức là gọi điện đấy nhé. Hay là chúng ta có thể đặt câu là gì nhỉ? Mong quý khách đừng hút thuốc tại đây. Mấy cái câu này mình gặp rất nhiều nơi công cộng đúng không? Koko de wa tabako wa go endio kudasai. Koko de wa tabako wa go endio kudasai. Hay là cấm đái bậy. Việt Nam mình có cái câu cấm đái bậy rất là bá đạo đúng không ạ? Koko de wa oshikko wa go endio kudasai. Cầm đáy bậy. Hay. Từ thứ hai ngày hôm nay là từ gì? Omoide. Mọi người đọc chữ Hán không? Omoide nhá. Đây là chữ omoide. Nó có nghĩa là kỷ niệm. Nó bằng với từ kinen đúng không thầy? Kinen. Nhiều bạn đọc sai từ này. Còn omoide trong lớp A sẽ xuất hiện đấy. Omoide đấy. Và chúng ta hay nói là i omoide ni narimashita. Narimashita. Tức là trở thành một kỷ niệm đẹp trong tôi. Ví dụ là gì nhỉ? Buổi party ngày hôm qua đã trở thành một kỷ niệm thật là đẹp. Kino no party no koto wa ii omoide ni narimashita. Hay là mình ngày xưa có đi Nhật đúng không? Sẽ là gì nhỉ? Chuyến đi du lịch ở Nhật Bản đã trở thành một kỷ niệm đẹp trong tôi sẽ là gì nhỉ? Nihon e no ryoko wa ii omoide ni narimashita. Ok! Thật là đơn giản đúng không? Đơn giản như là ăn kẹo. Nghe nói như nào? Asameshi mai desu. Hai. Asa meshi mai. Asameshi mai desu. Dễ nhiên kẹo nhá. Bye bye. Bye bye mọi người.